Wow, trời ạ. Ui, Alice có một cái rất là đáng sợ, rất là chua. Tớ có gì nhờ? Ôi không, trời ạ, tớ là con Tabasco. Ôi, của cậu á, sẽ nổ hết cả mông luôn. Ê, còn hơn là của cậu ấy. Trời ơi, không, tớ rất là ghét súp lơ. Ôi, muộn rồi, bây giờ cậu sẽ phải uống nó thôi. Không. Thôi được rồi, trời ạ, càng nhanh thì càng tốt mà. Bây giờ chỉ mong là hy vọng rằng là nó sẽ ngon thôi. Nhéo ơi. Trời ạ, nhìn trông rất là đáng sợ, ghê quá đi mất. Ê, ghê thật đi. Mẹ ơi, trời ạ, tớ không biết đâu. Nhưng mà cái này rất là tốt cho sức khỏe mà. Và có vẻ như là tớ thấy có sức mạnh ở đây rồi. Wow, trời ạ, bây giờ á, tớ mạnh mẽ đến cái mức mà tớ thấy cái gì cũng nhẹ. Nhìn thấy chưa, một quả tạ ném lên quá đơn giản luôn. Tuyệt. Đấy, như này tớ cũng làm được cả như thế này nữa. Ê, trời ạ, đừng có đặt vào mặt tớ. Ơi. Ôi trời ơi, hình như là sẽ chuẩn bị rất nóng đây. Trời ạ, tớ không nghĩ rằng là nó sẽ nổ luôn như thế này. Ê nhá, tất cả tại cậu ấy. Nào đến đây nào. Ôi trời ạ, tớ cần phải làm việc. Thôi được rồi, trong khi các bạn đang cãi nhau thì tớ sẽ làm ăn như thế này. Mong là tớ sẽ thấy nó ngon. Ui, trời ạ, tớ cứ không nghĩ rằng là nó sẽ chua như thế này luôn ý. Ui, tớ thấy có một cái gì đó rất là khác thường. Wow, các bạn ơi, tay tớ đang phát sáng này, hay thật đấy. Trời ạ, tớ như ánh mặt trời vậy. Ôi, cần phải đeo kính vào thôi, nhanh lên. Ủa, có vẻ như là hết rồi. Các bạn ơi, tại sao các bạn lại đỏ như thế? Ôi, cháy nắng rồi sao? Wow, các bạn ơi, trời ạ, lần này chúng ta có bánh waffle rất là tuyệt vời. Ừ, tuyệt vời thật đấy. Wow, ở đây lại còn có nhân như thế này này. Tuyệt quá, vậy là bên trong sẽ có những thứ rất ngon, Haribo. Wow, tuyệt quá, đẹp thật đấy. Các bạn ơi, xin lỗi nhá, nhưng mà các bạn sẽ phải đợi một chút thôi. Bởi vì là tớ muốn ăn nó càng sớm càng tốt. Ôi trời ạ, cháy cả nước miếng rồi. Ôi, ngon thật. Bây giờ đến lượt tớ nhá. Bên trong bóng của tớ chắc chắn rằng là có M&M ở đây rồi. Bây giờ tớ bấm nhá. Wow, trời ơi, tuyệt quá. Cuối cùng thì tớ có thể ăn đồ ngon rồi. Chờ một chút, tớ phải nói rằng là cái của cậu có những cái màu đỏ và vàng, có nghĩa là cậu chỉ ăn được màu xanh thôi. Ôi, tại sao các bạn lại làm thế chứ? Tớ cũng muốn một cái kẹo thế này. Trời ơi, các bạn có thể để lại cho tớ một ít mà. Trời ạ, tớ có mỗi một viên kẹo nhưng mà bánh vẫn rất là ngon. Alice, bây giờ đến lượt cậu. Ôi, bây giờ thì đến lượt tớ. Cái của tớ thì sẽ có cả mật ong sao? Tớ rất là thích nó. Bây giờ thì với bánh waffle sẽ rất là ngon đây. Nhìn nó ngon quá đi mất, tớ cần phải thử nó sớm thôi. Các bạn ơi, trời ơi, cái này thực sự rất là ngon luôn. Trời ơi, tớ may mắn nhất rồi. Ôi, tớ cũng muốn. Các bạn cứ im lặng mà ghen tị đi. Cái gì? Ông sao? Đi ra, đi ra. Đây là mật ong của tớ không? Wow, món này không chỉ ngon mà còn thú vị nữa chứ. Tớ có một viên kẹo với con cá sấu. Còn tớ thì có con khỉ. Hãy nhìn xem nó biết đánh bốc này. Quà của tớ thì có một cái súng rất tuyệt vời. Nào, giơ tay lên. Thôi được rồi, tớ sẽ là người đầu tiên nhá. Ok, được rồi. Đầu tiên thì tớ muốn biết rằng là con cá sấu này cắn có đau không? Ui, ai? Trời ơi, đau quá. Ui, thật là đáng sợ. Thôi không sao, bây giờ con khỉ của tớ sẽ cứu cậu tôi như này này. Wow, trời ơi. Ôi, cảm ơn nhá, con của cậu. Bây giờ tớ có thể ăn cái kẹo này rất là ngon lành rồi. Tuyệt quá, tớ cũng thấy cậu rất là vui. Nào, bây giờ tớ cũng sẽ xem là kẹo của tớ là kẹo gì. Tớ nghĩ là con khỉ sẽ rất vui khi tớ ăn nó đây.
trời ơi, ngon quá. Trời ạ, bây giờ thì con khỉ của tớ còn chơi được hơn nữa cơ. Nào, bây giờ thì Alice cẩn thận nhá. Ôi, có vẻ như là phải cho ăn đòn thôi. Này nhá, như thế này thì khỏi trêu tớ nữa. Đây, trước tớ vẫn còn có đồ rất là ngon đang đợi đây. Ôi, chân của tớ. Ôi, tớ chạy không đi được mất. Thôi được rồi, bây giờ đã đến lúc phải thử cái này của tớ rồi. Nhìn xem này, nó lại còn có những cái này rất là ngon. Wow, kẹo lỏng. Kẹo cao su lỏng thì đúng hơn. Với cái này thì tớ có thể thổi bong bóng rất là to. Wow, tuyệt vời thật đấy. Jack, cậu có thể giúp tớ được không? Tớ thì sẽ bắt. Chờ một chút. Đấy, như thế này này. Bây giờ thì cậu cứ bắn thẳng vào người tớ đi. Bắn thẳng vào mục tiêu sao? Ui, đơn giản. Bây giờ thì tớ sẽ thổi cho cậu. Nhận lấy đi. À, như vậy chứ gì. Vậy thì ăn đòn một lần chưa đủ đúng không? Bây giờ thì hãy xem ai là người chiến thắng nhá. Ôi trời ạ, mọi thứ đều ngon mà tại sao phải tranh nhau như thế? Ôi, hãy xem con gấu kiểu dẻo của tớ to chưa này. Của tớ thì có kẹo bông to đúng. Wow. Trời ạ, tớ có Sprite này. Và tớ đang khát đây này. Tuyệt quá, tớ sẽ là người đầu tiên nhá. Ôi, tớ rất là muốn thử nó lắm rồi đây này. Ôi vâng, trời ơi ngon thật đấy, tớ muốn ăn thêm và thêm nữa cơ. Ôi, cái này không thể nào mà dừng lại được, tuyệt quá đi mất. Đấy, thế là xong rồi. Các bạn ơi, bây giờ đến là các bạn rồi đấy. Nói đúng hơn thì là của tớ. Các bạn có biết rằng là cái bọ kẹo bông này không chỉ ngon mà còn rất vui không? Sandy nhìn này. Một. Và tớ có râu rất là dài. Ôi trời ạ, buồn cười thật đấy. Ê, cho tớ thử với tớ được không? Tất nhiên rồi. Đấy. Và bây giờ thì cậu có những cái chiếc sừng đáng yêu. Ôi, đáng yêu quá. Đây là cơ hội tuyệt vời để chơi khăm cậu ấy rồi. Bây giờ thì cho cậu thử một cái này nhá. Ôi, cái này sẽ rất vui đấy. Sandy, nói chung là bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. À ừ, đúng rồi, cảm ơn vì đã nhắc tớ. Ôi trời. Ôi, tại sao Sprite này lại cay thế này? Ôi, cứu. Mẹ ơi. Trời ạ, tại sao lại thẳng vào người tớ? Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tươi sáng thú vị tương tự. Tiếp theo sẽ còn thú vị hơn rất là nhiều.